Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là măng tre các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nấu măng cùng với vịt và quả móc mật muối chua các bạn. Trước tiên chúng ta phải sơ chế cái măng này đi các bạn nha. Gọt bọc vỏ mà gọt khúc, cắt khúc đó các bạn. Cái thau này mình đã ngâm nước muối các bạn nha. Bỏ tí nước muối vào cho nó tẩy cái mùi măng bớt đi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ luộc qua các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc qua các bạn nha. Video của mình là chia sẻ cách nấu ăn của gia đình mình chứ không có hướng dẫn các bạn. Măng này sẽ luộc trong vòng vài nước các bạn nha. Nước cho nó ra cái chất đắng của cái măng các bạn. Luộc phải đến 2-3 lần các bạn nha. Sau khi luộc nước sôi khoảng chừng 10 phút chúng ta lại vớt măng ra và tiếp tục luộc lần 2, lần 3 các bạn nha. Sau khi luộc thì măng nó rất là ngọt các bạn. Đây là vịt sau khi mình mua về và đã rửa bằng nước gừng và rượu trắng các bạn nha. Cho nó tẩy cái mùi của vịt đi. Măng sau khi đã luộc như thế này các bạn, nhìn rất là ngon các bạn nha. Đây gia vị để làm cái món này các bạn, gừng và sả các bạn, cắt sợi các bạn nha. Mình nấu theo cách của mình các bạn nha. Hành lá và ngò rí các bạn. Bên này là dầu ăn và đường, ớt, sả băm các bạn, xin lỗi, tỏi băm các bạn, hạt nêm và bột ngọt. Đặc biệt nó là quả móc mật muối chua các bạn nha. Thêm một tí dừa lấy nước các bạn. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu các bạn nha. Tùy gia đình thôi, hôm gia đình mình nay có 2-3 người thì mình sử dụng một trái dừa là đủ nước các bạn. Để cho nó nóng cái nồi chúng ta đổ dầu ăn vào và phi hành tỏi, sả và gừng lên. Mình đổ dầu vào đây. Cho nó nóng thì chúng ta bỏ những thứ đó để vào mình tao lên cho nó vàng các bạn. Đây là nấu theo cách của gia đình mình nha các bạn. Khi những thứ đã vàng chúng ta bắt đầu đổ vịt vào tao lên các bạn. Mình sẽ tao cái này lên cho nó săn lại. Sau đó mình sẽ nêm thêm cái muối và nước mắm vào trước các bạn. Đây là nước mắm này. Và muối hột. Gia đình mình hay sử dụng muối hột các bạn. Để cho nó săn lại rồi mình đổ cái nước dừa vào. Nhà mình chỉ có 3 người thôi các bạn, cho nên hôm nay có 3 người cho nên là mình dùng quả nước dừa là, như vậy là đủ rồi. Chờ cho nước sôi chúng ta sẽ vớt bọt. Thì mình vớt cái bọt này đây các bạn. Mình làm theo cách của mình là hầm khoảng chừng đến 40 phút, 45 phút rồi đổ lại các bạn. Vịt này cũng hơi già cho nên mình hầm hơi kỹ tí các bạn nhé.
bây giờ mình bỏ những gia vị còn lại vào các bạn. Đường, hạt nêm, bột ngọt, quả mốc mật. Và đặc biệt là cái rượu trắng các bạn nha. Cái này rất hay khi sử dụng vịt các bạn. Rượu trắng nguyên chất các bạn. Nó sẽ làm bay hết mùi của vịt các bạn nha. Đây, bây giờ cái nồi vịt của mình đã hoàn thiện sau một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ các bạn. Nó đã mềm vịt rồi các bạn nha. Mình sẽ múc ra tô và ăn thử các bạn. Rất là thơm các bạn ơi. Cái này sử dụng ăn bún hoặc ăn cơm trắng cũng được các bạn. Gia đình mình hôm nay ăn với cơm các bạn nha. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Đây, quả mốc mật và măng rừng cộng thêm với ớt xanh các bạn, nhìn rất là ngon. Bây giờ mình ăn cơm, mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.